chiếc tàu đã hay cầu đầu tiên. Vâng, sao đúng là số nướng này rồi, món này là dúi dê nướng đó các bạn ơi. Vậy hôm qua muốn đi chơi. Chị mình với cháu của mình. Rồi gặp nhau ở nhà rồi rủ nhau ra quán ăn. Coi cái này gồm có gì, rau thơm, rau rút cá gì hả? Đó bắp. Thì làm gì là đúng được thôi. Và thì lực uống rất tốt. Ủa anh Tuấn cái này, biết anh Tuấn biết cái gì ạ? Đây là cái ta. Dê. Tôi thử cứu dê uống cho không biết. Cái gì của anh? Vũ dê. Dê dê bằng lăng. Cái vũ dê. Dê bằng lăng.